Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi test game một cái bộ cây có giá là 4,9 triệu. Bây giờ mình sẽ show cấu hình cho các bạn nhé. Còn cái vỏ cây và cái fan thì không phải như này. Chúng ta quan trọng đó là Vega này, thì đó là RX470, 4GB RAM 5 bit, 128 RAM là 2 thanh 4GB, RAM 4 2 thanh 4GB nhé. Còn main chính là main Asus chuyên game này. Tí nữa mình sẽ show kỹ cái main này cho các bạn, vì bây giờ nó bị chắn hết ở đây rồi, không nhìn thấy là cái gì rồi. Và CPU của chúng ta chính là i3-8100, nguồn chúng ta dùng nguồn 600W công suất thực cũ để có thể cân được bộ này. Vỏ thì là vỏ cây thường, và SSD thì là 128 hàng mới, còn bảo hành chính hãng 368. Mình nấp tạm vào đây cho nhìn nó đẹp thôi, vì nếu với 4,9 triệu mà đi cả với fan CPU, fan LED và bộ hub thì và nguồn mới thì thực sự là quá khó. Vì vậy chúng ta tạm giảm những cái như là vỏ LED, fan LED, fan CPU LED và nguồn mới, vỏ cây mới đi, để giảm chi phí cho nó về giá thấp nhất mà hiệu năng nó tốt nhất là ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test game bộ cây này. Ruột nói của nó đây các bạn nhé. Và cái này mình chỉ có duy nhất một bộ, vì vậy là các bạn sẽ không tìm thấy cái link sản phẩm ở trên cái phần trang web No 2. Các bạn cần mua thì các bạn vui lòng gọi điện trực tiếp cho mình và các bạn đến các bạn test các bạn lấy. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ anh em ta sẽ cùng test cấu hình i3-8100, cái cấu hình 4,990,000 nhé các bạn nhé. Và Tùng cũng nói là chỉ có một bộ duy nhất, các bạn cần thì các bạn đến No 2 mua, mình sẽ không bán cốt vì các bạn sẽ phải mất thời gian các bạn test tất cả những cái đồ như Tùng mô tả. i3-8100, RAM 8GB, nguồn 600W, ổ SSD 128, card RX470, vỏ cây thường, fan thường. Đó là tất cả những cái gì bộ cấu hình này có. Và chúng ta đang setup cái game đó là PUBG. Và chúng ta sẽ trải nghiệm cái PUBG. Thì các bạn thấy là FPS của chúng ta được ở cái trạng thái là 107, RAM thì ăn 6GB, nhiệt độ CPU thì 62 và download là 74%, GPU là 85 độ C và download là 99%. Có nghĩa là cái game này ăn quá nhiều GPU. Chơi PUBG thì Vega không phải là điểm giới hạn, các bạn càng Vega khỏe càng tốt. Tiếp tới chúng ta sẽ trải nghiệm đó là game GTA. PUBG khá ok rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cái sự mượt mà với bộ cây 4,9 triệu với cái game đó là GTA. Thằng cha này lái xe quen tít thò lò, không hiểu có phải là anh chàng da đen thôi đâm vào cây rồi. GTA cũng rất mượt các bạn nhé, FPS ở trạng thái là 100, ngon đấy các bạn, ngon con bạn ngon nồi luôn. Xe đâm vào đá. Ô, lái lụa, lái lụa, khá khen cho lái lụa. Không cận đá thì cây. Và tiếp tục chúng ta sẽ test một game nữa, đó có vẻ giống giống, đó là game CSGO. Giống giống nhá, còn mình cũng không biết đích xác đây là game gì. Các bạn đang thấy FPS, wow, 200. Wow, CPU có 74%. Và Vega ăn cực thấp các bạn nhá. Có phát thì 10%, có phát thì 1% và có phát tận 80 mấy%. Không hiểu cái game này nó tính Vega kiểu gì nữa. Súng ống đã đầy tay, trang bị đã đầy đủ. Và chúng ta chết. Trời, bắn chuẩn quá, súng lục vẫn chơi được. Giảm thanh, một khẩu giảm thanh giá 5 cành. Dao găm giá 10k. Dao găm của Mỹ, mình cũng có một con như này, bán 180.000, bán mãi không hết. Chiến ơi, mơn trớn làm gì, lao ra chiến thôi. Chết, ui thằng kia nó có súng định hướng,
hay là cái loại súng mà có chỉ vị trí đích ngắm đến hay sao kiểu đo cái gì đấy hình như là đo phản quang để xem đối thủ đâu. Chết, ui dồi ôi, giảm thanh, ui dồi, giáng năng thập bát trưởng. Sao cái CSGO lại có giáng năng thập bát trưởng nhỉ? Rất mượt mà nha các bạn. Vậy là Tùng đã test cho các bạn 3 game khá ok rồi. Các bạn cần mua hàng thì các bạn vui lòng đến noai.com, noai.vn, hoặc là call trực tiếp cho số điện thoại 0906 0103. Chỉ có một bộ duy nhất, các bạn nhớ nhé, tất cả là 4.999.000 Cebu, còn bảo hành chính hãng khoảng 2 năm. Nguồn thì 600W, main thì mình mới lấy ở hãng về, còn RAM thì chẳng bao giờ lỗi cả.